Bộ Tài chính cho biết, tính đến tháng 10 năm nay, có 49 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo quyết định số 360 ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, gồm 6 doanh nghiệp thuộc Trung ương và 43 doanh nghiệp thuộc các địa phương. Các đơn vị còn lại đang triển khai xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Như vậy, trong 10 tháng qua không phát sinh doanh nghiệp cổ phần hóa, trong khi đó tình hình thoái vốn cũng không mấy khả quan khi tháng 10 không phát sinh doanh nghiệp thoái vốn.